Thưa quý vị, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 thì mức lương mới tối thiểu vùng mới đã chính thức được áp dụng. Mức này thì cao hơn mức cũ từ 180.000 cho đến 230.000 đồng một tháng. Mức tăng lần này có ý nghĩa như thế nào đối với người lao động và các doanh nghiệp, đặc biệt là lĩnh vực sử dụng nhiều nhân công nhân như là ngành thủy sản thì sẽ có những biện pháp cân đối tiền lương ra sao? Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự về vấn đề này tại đồng bằng sông Cửu Long. Hiện hoạt động sản xuất của nhà máy này khá là sôi động. Ngoài cái yếu tố là sau kỳ nghỉ lễ thì một trong những cái điều khiến cho công nhân tại đây hăng hái hơn đó chính là được tăng lương trong năm mới. Hiện mỗi tháng chị Trần Thị Khéo nhận mức lương khoảng 6,3 triệu đồng. Hôm nay, được công đoàn của công ty thông báo, mức lương nói trên sẽ tăng gần 6,5 triệu đồng bắt đầu từ tháng này. Chị Khéo rất phấn khởi. Em cảm thấy rất là vui. Tại vì em làm công nhân mà một tháng được thêm vài trăm ngàn sẽ trang trải trong gia đình sẽ tốt hơn. Có đến 1.500 công nhân. Theo mức lương cũ, mỗi tháng tổng số tiền mà doanh nghiệp này phải trả cho công nhân là hơn 1,6 tỷ đồng. Còn với mức lương mới, thì số tiền doanh nghiệp phải trả cho người lao động có thể tăng từ 2 đến 3 tỷ đồng. Để cân đối tài chính, nhiều giải pháp đã được doanh nghiệp đưa ra. Cố gắng phát triển các cái chiến lược sản phẩm làm sao để bán được những cái mặt hàng giá trị gia tăng để làm để chấp nhận được cái chi phí tăng lên. Từ văn phòng rồi các cái người điều hành cũng như là công nhân trực tiếp sản xuất thì chúng tôi sẽ tinh gọn bộ máy nhằm để tăng năng suất lao động. Theo mức lương tối thiểu vùng mới ban hành, người lao động sẽ nhận mức lương thấp nhất ở vùng 4 là 2.760.000 đồng một tháng và cao nhất ở vùng 1 là 3.980.000 đồng một tháng. Cùng với quyền lợi thì người lao động được dự báo sẽ phải cạnh tranh khốc liệt về chất lượng bởi yêu cầu mà các doanh nghiệp đặt ra hiện nay là tăng lương phải đi kèm với tăng năng suất lao động.